Chỗ cắt cỏ đây, cắt cỏ Oshima một Kawasaki, cắt kẻ bà con ơi, chỉ có 1,5 triệu một con thôi. Cắt cỏ đây, Oshima, 1,5 triệu một con Oshima 260 và 330. 4 thì 3 thì 2 thì nha bà con. Chỉ có 1,5 triệu một con thôi. Đây là cắt cỏ. Đây là hũ toàn, đây là cắt cỏ lỡ xịn nè. 4 thì nè. 4 thì, cắt cỏ 4 thì. Xịn. Đây là cắt cỏ 4 thì lỡ tốt nha bà con. Đây là cắt cỏ dành cho đoạn thường. Oshima 260, Oshima 330. 1,5 triệu một con bà con ơi. Nói dòng 2 thì nha. 4 thì là khoảng 2,5 triệu. Tất cả được bảo hành cho bà con hết trơn nha. Tất cả được bảo hành hết. Bảo hành cho con 6 tháng. Đối dòng 4 thì 2-3 tháng đối dòng 2 thì nha bà con. Rất là ok, hàng chất lượng rồi. Có đối dòng cắt cỏ nè, cưa cây cũng có luôn bà con. Số lấy số mẫu cưa cây mới cho bà con coi nè, cưa cây mới trong thùng luôn. Giờ mình coi cắt cỏ chứ đi, đầy đủ nha bà con. Có lưỡi, có đồ đầy đủ luôn. Cả được bảo hành bà con nha, mới chát luôn. Lấy số mẫu cho bà con coi, còn con nha. Đây, dòng 4 thì bà con. Đây là dòng 4 thì mới chát bà con ơi. Thôi sức đâu mỗi mình nghĩ điện chi, sáng hôm đi chiều hôm lại sửa cực lắm. Mẫu mới luôn nè, 4 thì luôn bà con, mẫu rất đẹp nha. Chỉ 2,5 triệu bà con. Đây, mẫu rất đẹp, 4 thì bảo hành cho bà con luôn. Mới thùng luôn bà con ơi. Có 2,5 triệu à. Bảo hành hư 20 chặt đổi mới cho nghĩa địa cực như quỷ vậy. Sáng hôm đi chị em lại sửa cực lắm mà con ơi. Mẫu này là ok luôn, 4 thì dễ xài nữa, việc nhẹ nhàng. Nó là mẫu 4 thì nha. Đẹp hết rồi con. Có chốt an toàn luôn nè, cái này là có chốt đút ngang an toàn luôn nè. Lưỡi bổng là cứng cáp luôn coi. Rất là ok đối với cắt cỏ 4 thì. Đẹp không? Chiếc cơ mẫu đẹp không? Tay ga tay mới rồi rất nhẹ nhàng, chát luôn. Cái này thì bảo hành 6 tháng khỏi lo rồi. Nghĩa địa cực quá. Sáng hư bơm, chiều hư he, hư ghi đồ. Hư bình xăng là cực quá con. Mới thì xài biết nào. Mẫu này được bảo hành bà con hết nha. Nó là mẫu cắt cỏ 4 thì. Giờ lấy một số mẫu cắt cỏ 2 thì bà con coi nha. Không 2 thì đâu. Thôi, dòng cắt cỏ 2 thì đây. Đây dòng cắt cỏ 2 thì bà con. Đây dòng cắt cỏ 2 thì Kawashima nè. 2 thì con này 1,5 triệu bà con ơi. Đặc biệt là nó có gắn cái bơm nước nè, tiện cho bà con nè. Cứ khỏi gần giờ bơm nước tưới cây là cứ nhẹ nhàng, cứ ginh đi câu ống lên rất mạnh mà coi. Đây, nó gắn cái tua hít bơm nước luôn nè. Chạy bằng cắt cỏ luôn, rất là tiện. Hít này rất là tiện nha. Đi đâu cầm bơm nhẹ nhàng luôn, khỏi di dời bình động ấy, khi mà máy móc pin cho nặng. Cứ đeo lên da tới đâu bơm đó thôi. Dùng với tất cả máy cắt cỏ nha. Đẹp. Ống ga 27 luôn nè. Và đi đâu bơm tới đó khỏi công di dời máy móc một cực. Tắt rẻ nè, mấy trăm ngàn cái. Mới xài rất là tiện rồi coi, có bảo hành. Mấy cũ cực quá, sáng đem đi chị lên lại. Tới dòng 2 thì cắt cỏ này mới xài rất ngon. Chịu mấy cái thôi, xài sướng tay luôn.
ha, được có công ty lo. Còn kiểu mấy con? 26. Đặc biệt là gắn cái bơm. Này gắn bơm, là gỡ này gắn cái bơm vô nè, rất tiện. Đây cái bơm bắn bơm gợi nó rồi con. Đi đâu tới nước tới đó nè. Gỡ này ra gắn vô là xài cho tất cả luôn nè. Rất tiện rồi con. Mỗi con chế thì chỉ cực. Có phốt rồi chống nước vô luôn nè. Bao nhiêu ta? Ê. Cục bơm nước này gắn cho tất cả cái dòng máy bơm nước là con rất tiện nha. Đi đâu xách lên thôi chỉ có 170 cục thôi. Con mua chừng 3 thứ cống cầm tưới thôi. 170.000 một cục gắn cho tất cả loại máy cắt cỏ nha. Bằng inox luôn nè con. Bằng inox luôn, đúng rồi. Tiện khỏi công dời bơm nước đi cực khổ. Tưới cây, tưới đồ đi đâu tưới tới đó. Tốc độ bơm nhanh quá, tại hai thì tốc độ nó nhanh nè. Con bơm rất là nhanh. Chỉ có 170.000 cục thôi. Tất cả dòng máy luôn nè. Đầy đủ hết trơn nè. Đỏ luôn. Có cái gì không?